Rất vui mừng được đồng hành cùng với quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, người ta vẫn có câu nói rằng gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Quý vị nghĩ như thế nào về câu nói này nhỉ? Với riêng Ngẫm Sự Đời thì câu nói này hoàn toàn đúng. Mỗi chúng ta nếu như muốn gặp, muốn chơi với những người ưu tú thì bản thân cũng phải là một người ưu tú. Một người đứng trên đỉnh núi và nói với người khác rằng anh nhìn thấy một đại dương bao la, phong cảnh trên đỉnh núi đẹp không sao tả xiết. Một người khác chỉ leo đến lưng sườn núi và nói với người khác rằng trên núi chẳng có phong cảnh gì đẹp, hoang vắng vô cùng. Không cùng vị trí thì chẳng thể nào thấu hiểu nhau. Vì vậy, không cần giải thích nhiều lời. Môi trường, hoàn cảnh sống với mỗi người khác nhau thì nhận thức và cảm nhận của họ cũng sẽ khác nhau. Và kỳ thực, đời người được chia thành 5 tầng. Càng là người khôn ngoan thì sẽ đứng ở tầng càng cao. Vậy muốn đứng ở tầng cao nhất thì phải làm như thế nào? Hãy cùng Ngẫm Sự Đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé! Vương Dương Minh là nhà chính trị, nhà triết học, nhà tư tưởng tài giỏi thời nhà Minh trong lịch sử Trung Quốc. Cho đến ngày nay, tinh hoa đối nhân xử thế của ông vẫn đúng với thời đương đại. Sinh thời, Vương Dương Minh chia cuộc đời thành 5 cấp độ. Người càng khôn ngoan thì ở tầng càng cao. Tầng thứ nhất đó là hành động quyết đoán có chừng mực. Quý vị thử để ý mà xem, nhiều đứa trẻ khi không được thứ gì đó, thông thường sẽ nằm lăn ra đất mà ăn vạ, dùng hành động mang tính kích động đó để biểu đạt cảm xúc của mình. Và dĩ nhiên bậc làm cha mẹ phải uốn nắn, phải giáo dục. Nhưng nếu khi trưởng thành rồi mà vẫn còn có những hành động như thế thì thật khó để chấp nhận. Người trưởng thành chính là làm chủ cảm xúc bản thân. Ngay cả khi tâm tình có sự dao động lớn thì hành động cũng phải giữ vững. Không vì một lúc phẫn nộ mà đập phá đồ đạc, đập cửa. Hành động đó không chỉ vô bổ mà còn thể hiện ra sự thiếu chín chắn của bản thân. Hành động có chừng mực chính là học cách suy nghĩ 3 lần trước khi làm. Trước khi làm việc thì lập kế hoạch, suy nghĩ kỹ càng, không nên chỉ dựa vào nhiệt huyết mà làm việc. Nếu không chắc chắn thì đầu tiên đi từng bước nhỏ rồi xem hiệu quả ra sao. Còn như nếu bước quá lớn thì không tránh khỏi vấp ngã. Hành động có chừng mực chính là để lại cho người khác khoảng cách an toàn. Quan hệ giữa mọi người với nhau là bất đồng nên những hành động thể hiện ra cũng khác nhau. Giữa bạn bè với nhau có những hành động gì không thể làm thì trong lòng phải phân biệt rõ ràng. Vương Dương Minh tin rằng việc làm thực tế là cách chứng minh đáng tin cậy nhất. Những người tài giỏi không khoe khoang thành tích mà chỉ im lặng trau dồi bản thân. Nếu một người chỉ biết phản bác mà không tiếp thu thì mãi mãi không thể tiến bộ. Con người cần phải ôn hòa trong mọi việc, làm việc chăm chỉ, trưởng thành trong sự kiên nhẫn và trưởng thành trong nghịch cảnh. Vào ngày đầu tiên khi Vương Dương Minh được lệnh làm quan tòa ở huyện Giang Tây, một nhóm người đã kéo vào khóc lóc xin giảm thuế. Sau khi tìm hiểu, ông biết được sự thật, đó không phải là thuế hợp pháp do triều đình ban hành, mà là cái cớ để những kẻ có quyền bóc lột người dân thường. Ngay sau đó, ông tuyên bố loại thuế đó sẽ được bãi bỏ. Khi Vương Dương Minh nhậm chức, ông đã thẳng tay xử lý những kẻ có ý đồ bất chính, mang lại yên ổn cho nhân dân. Ông không khiêm tốn cũng không hống hách, nhờ vậy đến nhiều đời sau vẫn được người dân kính nể. Tầng thứ hai đó là nói năng vừa phải. Không chỉ hành động mà ngay cả việc ăn nói cũng cần phải giữ chừng mực, chừa cho mình một đường lui thật tốt. Nhà triết học Soras là người có năng khiếu truyền đạt và công việc của ông là dạy mọi người diễn thuyết. Một thanh niên đến xin lời khuyên và giải thích tầm quan trọng của một bài phát biểu. Soras đợi anh ta nói chuyện một lúc lâu rồi yêu cầu anh ta đóng gấp đôi học phí. Chàng thanh niên hỏi tại sao. Soras nói, bởi vì tôi không chỉ dạy bạn nói mà còn dạy bạn cách không nói. Trong lời nói bảo trì sự chừng mực, không lấy những lời chua chát khó nghe để làm tính cách, nói chuyện đùa cũng nên chú ý chừng mực, không được quá khích. Lời nói đùa có thể nói với người thân cận, không nên nói đùa với người chưa trưởng thành, đặt mình vào vị trí của người khác. Lời nói ra khỏi miệng cần suy nghĩ kỹ, đối với người có quan hệ khác nhau cũng cần ngữ khí khác nhau. Lời nói giữ chừng mực không được hỏi quá sâu về đời tư của người khác. Có một số người thích soi mói chuyện của người khác, sử dụng tin đồn để làm chủ đề cho câu chuyện. Không có ai thích bị người khác nghị luận sau lưng, cũng không có ai thích bị người khác tra vấn đến tường tận. Khi trong lời nói có những lời soi mói đời tư, nếu không ngại gì thì hãy đặt mình vào vị trí của người khác một chút rồi suy xét xem nếu bản thân ở trong hoàn cảnh đó sẽ như thế nào. Trong lời nói bảo trì sự chừng mực cũng không nên nói những điều bí mật của bản thân cho người mới giao tiếp. Quá trình con người dần dần trưởng thành chính là quá trình học cách im lặng khi cần thiết.
Gừ nói liên tục và gây ồn, thông thường không có năng lực thật sự. Lời nói nào cũng nói ra ngoài, bí mật nào cũng không giữ được. So với trẻ con có chỉ là phân biệt đâu. Con người mất 3 năm học nói, nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng. Người khôn ngoan sẽ hiểu những điều này. Không nói lớn, nói suông, không nói nhảm, không nói xấu. Lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Tầng thứ 3 đó là tấm lòng rộng mở. Người xưa cũng có câu hòa khí sinh tài vận. Trong mắt người Trung Quốc luôn tồn tại khái niệm dĩ hòa vi quý. Người hòa nhã thường lương thiện như nước, lấy nhu khắc cương, biến mâu thuẫn thành vô hình, không ngừng tu dưỡng và cũng tích được nhiều phúc khí. Vào thời điểm đó, sau khi bình định cuộc nổi dậy An Thạch, Quách Tử Nghi được coi là trụ cột của nhà Đường. Với những công lao to lớn, ông luôn ở vị trí cao, đến 84 tuổi thì qua đời. Có thể coi ông có một cuộc sống viên mãn. Tất cả những điều này không thể tách rời khỏi thái độ hòa nhã của Quách Tử Nghi đối với mọi người. Có một lần Viên Quang Lưu Kỷ đến nhà chơi, người này tướng mạo xấu xí. Hắn là một nhân vật phản diện xảo quyệt nổi tiếng trong sử sách. Để tránh người nhà cười nhạo, Quách Tử Nghi đã lệnh cho tất cả người nhà tránh đi, sau đó một mình ở chính đường tiếp khách. Trong suốt cuộc tiếp đón, Quách Tử Nghi không hề tỏ ra khó chịu, từ đầu đến cuối luôn tỏ ra tôn trọng, thái độ hòa nhã. Sau này, Lô Kỷ được Hoàng đế Đức Tông yêu mến, phong làm tể tướng, quản việc triều chính. Ông ta liền trả thù những người ngày trước coi thường mình. Người thì bị giáng chức, người thì bị tống giam. Chỉ riêng với Quách Tử Nghi, Lô Kỷ chưa từng bức hại ông, ngược lại còn lên tiếng, bên vực cho ông khắp nơi. Có thể thấy đối xử hòa nhã với người khác là lá bùa hộ mệnh hữu hiệu nhất, đồng thời nó cũng chính là tăng thêm phúc khí và may mắn cho cuộc sống của chính mình. Những người đã làm nên những điều vĩ đại trong thời cổ đại và hiện đại là những người nhân từ và hào phóng. Vương Dương Minh cho rằng lòng dạ hẹp hòi là căn nguyên của những tai họa, chỉ cần bình tĩnh sẽ có phúc. Người hẹp hòi không chỉ bị giới hạn bởi suy nghĩ của bản thân mà còn bị giới hạn bởi toàn bộ cuộc đời. Những người có tấm lòng rộng mở không so đo tính toán quá nhiều, cuộc sống mới thật sự tự do. Không ai là hoàn hảo, không có gì là hoàn thiện. Nếu bạn có tấm lòng rộng lớn thì mọi thứ sẽ nhỏ lại. Bao dung với nhau thì thế giới mới hòa bình. Bao dung những gì người khác không thể bao dung sẽ nhận được những gì người khác không thể có được. Tầng thứ tư, có tầm rộng lớn. Người muốn thành đại sự ắt phải là người có tầm nhìn, vì tầm nhìn và tư tưởng sẽ quyết định xem họ có thể vươn cao được đến đâu. Người nào mà biết nhìn xa trông rộng thì người đó càng dễ thành công. Năm 2000, ngành bất động sản tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. Khi ấy, một nhân viên cấp dưới của CEO Huawei Nhậm Chính Phi đã gợi ý ông đầu tư vào bất động sản. Dù gì thì, họ cũng đang có nhiều vốn và không phải tốn quá nhiều công sức để có thể thu về 10 tỷ. Nhậm Chính Phi nghe xong liền nói, chúng ta kiếm được nhiều tiền quen rồi nên thành ra chẳng muốn nhặt mấy đồng vụn vặt đó nữa. Năm 2010, giá nhà đất ở Thâm Quyến không ngừng tăng cao. Một nhân viên khác lại đưa ra đề xuất đầu tư vào bất động sản. Lần này Nhậm Chính Phi đã tức giận tuyên bố, Huawei tuyệt đối sẽ không nhảy vào ngành bất động sản. Sau này nếu ai còn nhắc đến chuyện này thì tôi sẽ đuổi việc người đó. Trong lúc nhiều ông chủ chỉ muốn nhanh chóng kiếm được nhiều tiền, Nhậm Chính Phi đã tỏ ra là một người tỉnh táo. Ông chỉ chuyên tâm thực hiện ước mơ phát triển các sản phẩm công nghệ cao. Năm 1994, ông đã đưa ra lời tiên đoán, 10 năm sau, ngành công nghệ của thế giới sẽ thuộc về ba ông lớn và Huawei chính là một trong số đó. Đến giờ, lời nói ấy quả thực không sai. Một kẻ ăn mày sẽ chẳng bao giờ đố kỵ với người sở hữu chiếc Rolls-Royce sang trọng. Họ còn mãi hơn thua với những người ăn xin khác kiếm được nhiều tiền hơn mình. Người có tầm nhìn là người biết nhìn xa hơn những người khác. Người thích ăn xổi thì khó mà nhìn xa được. Tương lai của bạn sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết khi bạn biết nâng tầm cuộc sống và bản thân. Người biết nghĩ cho đại thể sẽ không bao giờ phải vật lộn với những vụn vặt tầm thường của cuộc sống. Người tự tin là người bị sống chân thật mạnh mẽ mà chẳng cần màu mè. Làm người không được hẹp hòi và tầm thường, không nên vì tiểu tiết mà đánh mất đại cục. Bạn cần phải được mở rộng tầm mắt và học được cách cởi mở, không khép mình với đời. Bạn hãy đứng từ trên cao mà ngắm nhìn cuộc sống. Tấm lòng rộng mở thì tầm nhìn mới không bị cản trở. Chỉ khi ấy bạn mới có thể làm nên nghiệp lớn. Có một câu nói nổi tiếng rằng, người miền núi không tin có con cá to bằng khúc gỗ, người vùng biển không tin có cây to bằng con cá. Những người tầm nhìn hạn hẹp khó có thể làm được nhiều điều lớn lao. So với bề rộng của tri thức thì tầm nhìn là độ sâu về hiểu biết của một người về thế giới và nó cho biết tầm cao của cuộc đời. Và cuối cùng, hãy đọc thật nhiều.
một thanh niên nọ rất yêu thích một tác gia nổi tiếng. Cậu đã viết thư cho tác gia ấy bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình, đồng thời cũng giải bày những rắc rối của mình trong cuộc sống. Tác gia đọc xong trả lời cậu thanh niên rằng, vấn đề của cậu nằm ở chỗ cậu đọc quá ít sách nhưng lại mộng tưởng quá nhiều. Vì không đọc sách nên nhạt nhẽo vô vị. Vì không đọc sách nên lo lắng mơ hồ. Vì không đọc sách nên bốc đồng bất an. Vì không đọc sách nên thiển cận tầm thường. Tác giả Duy Chiêu Duy từng nói, lý do lớn nhất của việc đọc sách là để thoát khỏi sự tầm thường. Đọc sớm một ngày, cuộc sống sẽ thêm một phần sống động. Đọc muộn một ngày, cuộc sống sẽ thêm một phần tầm thường. Vì vậy, đời người trở nên tốt đẹp hơn đều bắt đầu từ việc đọc sách. Có người nói đọc sách không chỉ hiểu thế giới mà còn có thể đến gần hơn với lòng người. Quan trọng hơn đó là càng đọc bạn sẽ càng hiểu rõ hơn mình là ai, mình nên đi đâu, mình rốt cuộc là muốn cái gì. Đọc sách không khiến bạn trở nên tốt hơn chỉ sau một đêm, nhưng trong sách bạn có thể đọc ra một bản thân tốt hơn. Đời người trở nên tốt đẹp hơn bắt đầu từ việc đọc sách. Nó khiến bạn trở nên phong phú, thú vị, tỉnh táo, hiểu biết, tầm nhìn rộng xa. Nhà văn người Anh Shelley từng nói, càng đọc bạn càng cảm thấy mình thiếu sót. Một người càng biết nhiều sẽ càng thấy mình ngu dốt. Vương Chương Minh tin rằng có 3 cảnh giới khi đọc. Cảnh giới thứ nhất là nhớ, cảnh giới thứ hai là biết và cảnh giới thứ ba là trí óc sáng suốt. Nhớ là chỉ nhớ những từ trong sách. Biết có nghĩa là hiểu nghĩa của từ. Sáng tỏ là cấp độ cao nhất con người có thể đạt được khi tích lũy lượng kiến thức nhất định. Đọc một cuốn sách hay là nói chuyện với những người uyên bác. Bạn càng đọc nhiều sách, bạn càng học được nhiều, nhìn thấu thế giới và bạn có một cuộc sống tốt đẹp. Đọc sách là một cách sống và cách đầu tư cho cuộc đời. Những thay đổi về định lượng sẽ dẫn đến những thay đổi về chất. Một ngày nào đó bạn sẽ cảm ơn mọi cuốn sách bạn đã đọc. Trên đây là 5 tầng thứ quyết định vận mệnh của một người. Nếu bạn không tin, hãy thử áp dụng nhé. Nó không chỉ mang đến cho bạn nhiều lợi ích mà còn nâng cao giá trị của bạn và giúp cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Quý vị thân mến, Mã Đông từng nói cuộc đời mỗi người chúng ta thường vì nhìn thấy con thuyền mà phớt lờ cả dòng sông. Tại sao người ta thường phân chia cấp bậc, tầng lớp giữa con người với nhau? Bởi vì có sự so sánh giữa tầm nhìn, nhận thức giữa họ. Những người ở đẳng cấp cao, giới hạn của họ không chỉ dùng tiền bạc để đo lường mà còn thông qua khí chất, tầm nhìn, cách họ thực thi ước mơ thành hiện thực. Ngược lại, những người ở tầng thấp thường thích lãng phí thời gian vào 3 việc làm vô bổ này. Hãy xem đó là 3 việc gì và chúng ta có đang phạm phải việc nào hay không nhé. Việc thứ nhất, yêu thể hiện. Có người bảo rằng khi bạn dám buông bỏ thể diện để kiếm tiền, nghĩa là bạn đã hiểu chuyện rồi. Nhưng khi bạn giữ khư khư cái sĩ diện hảo, chỉ biết uống rượu và nói phét, khoe khoang những điều không thực, thì chính bạn đang tự hạn chế mình với cuộc sống này. Tôi từng đọc ở đâu đó một mẩu chuyện, có một thầy giáo rất nghèo tình cờ được một gia đình giàu có thuê dạy. Trong lòng anh ta mặc dù rất muốn kiếm được khoản tiền lớn, nhưng khi nói chuyện với chủ nhà lại bảo rằng bản thân không màng danh lợi. Anh ta đi dạy trước giờ chưa bao giờ để tâm vào vấn đề tiền bạc nhiều hay ít. Trước đây có người từng nhìn thấy anh ta ăn dưa muối hết hạn, nhưng anh ta cố sống cố chết cũng không chịu thừa nhận. Đã vậy còn biện hộ rằng, bởi vì tôi hàng ngày đều ăn thịt ăn cá nên bây giờ muốn thử chút những hương vị khác. Kỳ nghỉ Tết đến, thầy giáo kia trở về quê của mình. Chủ nhà biếu anh ta rất nhiều quà, nhưng anh ta lại nhất quyết khẳng định rằng trong nhà có đầy đủ, không thiếu thứ gì. Vì vậy chủ nhà đã cử 2 người hầu đưa anh ta về nhà, nhân tiện tìm hiểu về gia cảnh của anh ta luôn. Thầy giáo kia sợ bại lộ nên kiên quyết không để người hầu tiễn. Chủ nhà lại là người quan tâm lễ nghĩa nên nhất quyết đòi để đưa người thầy giáo về nhà mới chịu. Thầy giáo thấy không từ chối được, bèn cố ý tìm một cái cớ rồi co giò chạy. Gấp đến độ ngay cả hành lý của mình cũng quên mang theo. Chủ nhà không còn cách nào khác đành kêu 2 người hầu nhanh nhẹn, thông minh đi dò hỏi nhà người thầy giáo để đưa lại hành lý. Nhưng đến nơi, 2 người hầu không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi nhà làm bằng đất, bên trong trống không, ngay đến một cái bàn cũng không có, cửa ra vào thì rách nát. Người thầy nhận ra 2 người hầu kia, sợ hãi đuổi họ đi. Khi 2 người hầu quay về, chủ nhà hỏi han tình hình, gia cảnh thầy giáo, nhưng cả 2 chẳng biết nên đáp thế nào. Một trong số họ nói, nhà thầy có vườn rau hơn 50 dặm và chân đèn trên bếp đáng giá cả ngàn lượng. Hết kỳ nghỉ hè, người thầy kia vẫn chưa đến nên chủ nhà mới sai người đi đón. Sau khi biết câu trả lời của người hầu với chủ nhà, người thầy vui mừng yên tâm đi dạy học tiếp. Chỉ vì ưa thể diện mà nhiều người đã sống những ngày thật khổ sở, phải giấu giếm người quen không dám nói sự thật, phải vay tiền để mua ô tô hạng sang hoặc thậm chí chắt chiu từng đồng để Tết về có dịp nở mày nở mặt.
Nhưng bạn biết không, khi người ta sống trên đời, có người sống chết để bảo vệ thể diện, có người xem nó nhẹ tựa lông hồng. Nếu bạn càng vì thể diện mà quan tâm đến ánh mắt người khác, bạn chỉ có thể sống dưới ánh đèn sân khấu do họ dựng nên. Vì thứ hai, tham danh vọng. Schopenhauer từng nói, cuộc sống đầy rẫy cám dỗ, nếu bạn dấn thân vào mà không thể thỏa mãn nó, bạn sẽ ôm về đau khổ. Nhưng nếu có được quá nhanh, bạn lại cảm thấy dễ nhàm chán. Thế nên đời người luôn xoay vần giữa vui vẻ, đau khổ là như vậy. Làm người đừng nên có quá nhiều lòng tham, biết đủ mới là tài phú thật sự cả đời. Ngày xưa có một người đàn ông tham lam ra đường mua giày, ông ta nghĩ trong đầu nhất định phải mua được đôi thật rẻ. Đúng lúc cách đó không xa, có người bán hàng đang rao lớn, một đôi giày $1 đây, mài vô. Người tham lam mới hỏi, có thật không? Người bán hàng đáp, đương nhiên là thật. Giày ở đây ông anh cứ tùy ý chọn, nhưng mà có một điều kiện, chính là trong 3 ngày không được nói câu nào. Người tham lam không nói lời nào, chọn một đôi giày $1 rồi đắc ý về nhà. Thấy anh ta mua giày mới, người vợ mới hỏi, đôi giày này bao nhiêu thế? Người tham lam không lên tiếng, vợ gặng hỏi mãi nhưng anh ta nhất quyết không đáp. Thế vậy chị vợ mới dẫn anh ta đi khám cổ họng. Bác sĩ hốt hoảng nói, hàng chục năm nay ông ấy chưa bao giờ thấy căn bệnh lạ như vậy. Chị vợ thất vọng dẫn chồng về nhà. 3 ngày sau, người bán hàng đến nhà, nói chuyện với chị vợ một lát rồi bảo người tham lam, anh có thể nói chuyện rồi đấy. Người tham lam vui vẻ, giải thích cho chị vợ rằng chỉ mất $1 mà mua được đôi giày này. Nhưng chị vợ lại giận dữ mắng, vừa rồi người bán hàng nói, có bí quyết trị bệnh căm, tôi đã dùng $1,000 mua cho ông rồi còn đâu. Bánh nướng đời thật không thể như truyện cổ tích từ trên trời xuống được. Bạn phải có sự trao đổi phù hợp, người ta mới chấp nhận. Thế nên đừng vì lòng tham nhất thời mà hại mình cả đời. Tham lam càng nhiều nhưng không muốn bỏ công sức thì thứ bạn nhận được về sau chỉ là bờ vực thẳm. Vì thứ ba, thích nổi nóng. Có câu nói thế này, người ở tầng nhất có năng lực không nóng nảy, người ở tầng hai có năng lực nhưng nóng nảy. Thế nên mới nói ai cũng có tính nóng giận, khi bạn mất bình tĩnh là chuyện bình thường, là làm theo bản năng. Nhưng nếu bạn muốn đứng tầng nhất, bạn phải có bản lĩnh kiểm soát tính tình của mình. Nổi nóng không giải quyết được vấn đề mà còn khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Khi chúng ta mất bình tĩnh, chỉ số IQ sẽ bị cảm xúc thu phục và trở thành nô lệ cho cảm xúc ngay lúc đó. Trong tâm lý học có một hiệu ứng đá mèo như sau. Sự hài lòng hay bất mãn của con người đều được sắp xếp thành một hình kim tự tháp cùng với những điểm mạnh yếu của họ. Như vậy, những người ở tầng thấp hơn sẽ phải chịu nhiều chuỗi năng lượng tiêu cực hơn. Tính cách thực sự có thể quyết định số phận của một người, vì thế đừng để sự nóng nảy phá hủy phúc khí của bạn. Người đời có câu sợ rơm nếu dùng để buộc bắp cải thì sẽ có giá của bắp cải, nếu dùng nó để buộc hải sản cao cấp thì sẽ lại có giá trị như hải sản đắt tiền. Bị ám ảnh bởi điều này nên rất nhiều sợ rơm muốn ngoi lên cao, cố gắng buộc chặt mình vào hải sản. Tuy nhiên cuộc đời cũng không hẳn là giống như phim, hầu hết mọi người đều không tới mức như vậy và ai cũng khá mở lòng. Thế nhưng Phật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Nếu cứ cố gắng gia nhập vào hội nhóm không thực sự phù hợp với mình, bạn sẽ nhanh chóng bị đào thải. Có hai cách để thu hút người khác. Cách thứ nhất là bạn liên tục đối xử tốt với mọi người. Bạn luôn sẵn lòng giúp đỡ, ban phát ân huệ hay cho đi tất cả những thứ gì mình có. Những người xung quanh thấy lợi sẽ bám lấy bạn. Tuy nhiên đến khi quá trình ban phát này không còn nữa, mọi người sẽ nhanh chóng bỏ đi. Đơn giản là vì bạn đã hết giá trị với họ. Cách thứ hai là tự trau dồi thực lực của chính mình. Thực lực của bạn chính là sự hấp dẫn lớn nhất. Ngay cả khi bạn không dành sự ưu ái cho ai, mọi người vẫn sẽ vây xung quanh bạn. Mọi người sẽ luôn ngưỡng mộ và luôn muốn được kết giao với bạn. Chỉ bằng cách tăng cường thực lực bản thân, bạn mới có thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững. Hãy từ bỏ những mối quan hệ vô bổ và dành công sức thời gian đó để cải thiện bản thân. Rồi lúc đó thế giới sẽ vây xung quanh bạn. Chỉ khi bạn đủ giỏi, bạn mới có thể giao lưu với những người giỏi. Hãy quan tâm đến mình trước. Quý vị đã tìm cho mình được những người bạn tốt hay chưa? Quý vị có đồng tình với những chia sẻ này của Ngẫm Sự Đời không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây là đã hết rồi. Quý vị cũng bớt chút thời gian và Ngọc để nhấn nút yêu thích và đăng ký kênh để ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.